Dạ vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý vị khán giả đến với channel TD Media cũng như là channel Phố Việt Nam Cali của anh Michael đây. Thưa quý vị, thế là một tuần rồi, hai anh em chúng tôi có cơ hội gặp lại, ngồi uống cà phê cũng như là nói chuyện đời. Đặc biệt ngày hôm nay thì trong cái background này thì Tiến Dũng và anh Michael không phải ngoài quán cà phê như thường lệ mà mình ngồi trong nhà, thấy có vẻ ấm áp hơn ha. Dạ, không có bị gió, rất là ấm áp. Xin chào các bạn ở bên TD Media đang theo dõi và bên Phố Việt Nam Cali của Michael Huỳnh. Dạ, xin chào. Chào thưa quý vị, phải nói rằng sự kiện mà cái quả cầu gọi là cái balloon, cái bong bóng của Trung Quốc mấy ngày qua ở trên nước biển này thì là một cái đề tài mà rất là nhiều người quan tâm. Chuyện quan tâm của họ đó là chuyện dĩ nhiên thôi, bởi vì đây là một chuyện có thể nói là chưa có tiền lệ trước đây. Và thưa quý vị, cái bong bóng đó nó vào Mỹ vào ngày 28 tháng 1 là lần đầu tiên, và sau đó nó quay qua Canada và đến ngày 31 tháng 1 nó trả lại Mỹ. Và mới vừa rồi thì ngày 4 tháng 2 thì đã được bắn hạ. Ngày hôm qua thưa quý vị, anh Michael biết không, những ra ngoài Bosa đó thì có gặp vài người, thì dĩ nhiên là những người mà giống như thuộc đảng Cộng Hòa đó, những người mà ủng hộ ông Trump nhiều đó. Yeah. Thì nói trời ơi, cái chuyện mà để cho thằng Tàu nó bay cái balloon trên đầu của mình, nó vô ở trong nước Mỹ mình mà để cho nó yên là một chuyện giống như không thể nào chấp nhận á. Tại sao ông Tổng thống Biden hành động chậm quá như vậy? Nếu là ông Trump cho sit down rồi. Và gần như ra một lúc hộp nghe cái... Nghe rất nhiều. Người ta muốn bắn rớt liền rồi, chứ người ta không muốn để như vậy. Và cũng vậy, tại sao phải để, vấn đề là tại sao phải để quá lâu như vậy? Thì anh chắc chắn rồi, mình cũng ở Mỹ và mấy ngày qua anh có nghe tin tức này không? Và anh quan tâm nó và anh nhìn về sự kiện này như thế nào ạ? Dạ, thì hôm 28 mình có nghe tin tức, đang đi làm thì cũng một số bạn, cũng người bản xứ ở đây cũng nói rồi, tại vì họ biết mình là người Á Châu đó, thì mình cũng bắt đầu mình theo dõi. Thì ngày từ 28 cho đến hôm nay là mùng 4 ha. Dạ. Thì rất coi như là mình cũng ngạc nhiên lắm, nói chung là không hiểu lý do nào mà Mỹ họ không có, họ đương nhiên là cái balloon nó bay từ bên Canada bay qua, từ Alaska bay Alaska xuống, đã theo như tin tức cho biết là nó bay từ trên Alaska bay xuống, mà hai cái balloon này là hai cái quốc phòng Mỹ họ đã đi confirm nó là hai cái để mà theo dõi thời tiết. Không biết, không hiểu lý do, và nó quan sát surveillance camera. Surveillance camera và nó thuộc về cái balloon để mà quan sát. Thì họ nói như vậy cho nên họ không có bắn rơi. Nhưng Mỹ thì các bạn biết rồi, họ làm cái gì cũng phải có đầu đuôi và có những cái bằng chứng, evidence, supported evidence. Yeah. Cho nên họ để từ 28, họ để bay từ bên bay vô là Idaho, từ Canada bay xuống, thì họ đã detect rồi. Yeah. Họ theo dõi coi cái balloon này bay đi đâu. Thì nó bay về hướng Washington DC, từ North Carolina, là cái xưởng Seven Park ở đó, đó dưới đó. Từ bay thì tới hôm qua là mùng 4, thì các bạn nó đã bay ra nước ngoài biển. Thì trước đó đó là bên quốc phòng Mỹ DOD họ đã họp, nhóm họp thì để mà chừng nào bắn rơi hai cái balloon này xuống và lý do nào mà hai cái balloon nó bay vô đây, thì họ đã biết rồi nhưng mà họ muốn theo dõi đó. Thì tới hôm qua thì 28 tây đó là quyết định của Department of Defense, là quốc phòng của Mỹ, họ bắn rơi, cho phép bắn rơi, nhưng mà tổng thống Mỹ là ông Biden, ông nói là để cho nó bay ra khỏi đất Mỹ rồi mới bắn rơi, tại vì họ không có muốn, thứ nhất là họ muốn quan sát, theo dõi và study, và đồng thời không có muốn những bất cứ một cái rủi ro gì ở dưới đất hết. Cho nên cái chiếc máy bay F-22 đã bắn rớt balloon, không những một balloon mà tới hai balloon. Tại quốc phòng Mỹ thì Michael có theo dõi cái DOD thì họ cũng có nói là, họ có nói là cái balloon đã bực bắn rơi chiếc máy bay, hai cái balloon luôn. Yeah. Đây là quốc phòng của Mỹ, thì Michael chia sẻ với các bạn cái này là Department of Defense. Tin tức đó thì họ nói hai balloon chứ không phải là một cái. Nó nói là balloon là để mà quan sát thời tiết. Đó thì hiện giờ Mỹ rất là, họ
rất là không có được happy cho lắm, tại vì cái càng ngày Trung Quốc và Mỹ đang có những cái chiến tranh lạnh và những cái này nó làm cho mâu thuẫn. Thì hiện giờ theo mình thấy ông ngoại trưởng của Mỹ hiện giờ đang ở bên Á Châu đó, không biết là ông bên Beijing hay là ông bên Nam Korea, mình thấy ông đang bên đó. Thì những các nước xung quanh họ cũng đang coi như là rất là phẫn nộ trước sự việc này. Em thì đi ra ngoài bô xa và kể cái cộng đồng người Việt mình nó gần như nha, người ta rất là thích nghe cái tin là bắn hạ rồi. Bởi vì cái chuyện đó như nói là chưa từng có tiền lệ, và hơn nữa là nước Mỹ mà nói về vũ khí chiến tranh đó là không nơi nào, không nước nào mà bằng nước Mỹ. Và cũng vậy, hàng năm thì Mỹ đã chi biết bao nhiêu tiền để đầu tư về vấn đề an ninh quốc phòng. Và cái chuyện mà vào cái gọi là bầu trời của Mỹ là một chuyện bất khả xâm phạm rồi, nếu đó là của kẻ thù. Thì mới thấy rằng tuy là Trung Quốc họ có cái bộ này đi bay vào cái bầu trời của Mỹ, nó thừa biết rằng ở bên Mỹ này cái vấn đề về khả năng quân sự rất là cao, và tuy nhiên mà theo anh thì tại sao họ phải làm như vậy? Theo ý kiến riêng của mình nói là do hướng gió này nọ bay, em nghĩ là một mọi thứ không phải đâu mà là phải chủ động thôi. Đúng rồi. Theo mình nghĩ là thường thường mấy kẻ xấu thường thường họ muốn thử coi mình phản ứng sao thôi. Đúng rồi, như vậy mình muốn coi thử phản ứng của anh Dũng như thế nào. Nếu mình coi anh Dũng phản ứng rồi mình từ đó mình tính tiếp. Đó là Trung Quốc, mình nghĩ đó là vậy. Chứ còn không cách nào mà từ bên đó mà bay qua bên đây được hết. Các bạn biết rồi, nó từ có thể là có lên, họ đã lên cái chương trình thử coi cái phản ứng của Mỹ hiện giờ như thế nào, và quân sự của Mỹ có react lại không? Đồng hồ tính Đài Loan. Cho đúng, đúng rồi, đó. Thật ra như thế này, hồi trước kia đó thì trong thời của ông Tổng thống Trump mà cuộc chiến gọi là thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc á, khi đó thì mới bắt đầu người ta nghe cái điều đó, cái phấn khởi theo ông Trump. Cái nhưng mà khi đánh về thương mại đó anh, thì gần như cái sự thiệt hại hoặc là sự mất đi đó đa phần là người tiêu dùng. Thì điển hình là nhiều công ty ở Mỹ mà em thấy nha, có cả công ty á, cái sự trường tồn của họ cả trăm năm, những cái farm anh, và gia đình người ta mấy đời người ta làm luôn, nhưng mà trong cái thời chiến tranh gọi là thương mại đó, cái rồi người ta phải chịu không nổi đó, người ta phải mất đi đó. Thành ra cái câu chuyện mà chiến tranh lạnh thời đó đó, cái vẻ đó nó không như bây giờ. Bây giờ thì là cái gì, có một bằng chứng cụ thể là ok, thằng Trung Quốc này nó rất là nguy hiểm, nó đi vô tới vùng trời mình rồi, và mình phải action. Có điều là nó hơi chậm. Nhẽ ra thì là rất nhiều phần người rất nhiều người Mỹ họ phẫn nộ về cái react, cái phản ứng của bên ông tổng thống hiện giờ. Ông tổng thống trước không ạ? Tại vì ông tổng thống trước được quá sung, ông đụng chuyện là ông làm liền. Nhưng mà ông Biden thì các bạn biết rồi, ông để cho cái thế giới họ coi thường nước Mỹ. Theo mình nhận xét. Và một cái nữa là khi là ba ngày bay trên bầu trời Mỹ á, thì mới bị bắn, và như mọi người thấy là thông tin đã đưa ra mọi nơi và người ta nói ôi tại sao Mỹ mà họ đưa thông tin này cũng chậm nữa. Ngay cả khi mà ngày đầu tiên nó bay vô bầu trời Mỹ ngày 28 tháng 1 á, và thông tin đó gần như là cũng không có được phổ biến nhiều đó. Dần về sau, càng về sau thì mới biết nhiều hơn, thì mới thấy khi mà truyền thông mà nó nhanh quá đó, cái nó nhiều khi thấy cũng bị thiệt thòi á. Thí dụ như hồi đó chiến tranh Việt Nam á, anh thấy là mỗi ngày phóng viên chiến trường họ đưa ra những hình ảnh những binh lính Mỹ rồi bị tử trận này nọ, thành ra là thân nhân của họ ở bên Mỹ nè xót xa, không xót xa, xót xa, họ có những phản ứng ngược, họ gọi là chống cái chuyện chiến tranh Việt Nam thời điểm đó. Còn bây giờ cũng vậy, thí dụ như cái chuyện mà bên quân sự là họ đã quan sát cái balloon này rồi, và họ thấy rằng cái gọi là sự nguy hiểm á, có thể là không phải là quá đáng, hoặc là không thể nào mà nó nguy hiểm nhiều đối với Mỹ, thành ra là họ im lặng, họ theo dõi. Em nghĩ là như vậy. Đúng rồi. Thì thực ra bây giờ rất là nhiều giả thuyết khác nhau,
không biết cái nào là đúng nào sai đâu, nhưng mà mình có thể quyền suy đoán, mình có thể quyền suy luận tại sao họ phải làm như vậy. Chứ còn nếu mà nói về vũ khí, vũ khí Mỹ là trùm thế giới rồi, không nước nào qua khỏi nước Mỹ, điều đó ai cũng biết. Đó thì theo như mình nói lúc đầu đó là Mỹ làm cái gì họ cũng có cái evidence, cái bằng chứng dẫn, hết, ha. Cho nên họ theo dõi, mà họ cũng người dân Mỹ thì họ chấm hỏi thôi, questioning họ, lý do nào mà từ Trung Quốc mà có những cái balloon này bay qua như tới đây đó. Nhưng mà tại vì cái phản ứng của cái buồng máy của Mỹ, chính quyền Mỹ hơi chậm trên vấn đề này, cho nên nhiều người rất là frustrated, rất là bực mình. Với cái nữa là khi mà anh nói về cái bằng chứng, các em nhớ cái thời gian mà chiến tranh với Iraq á, thời điểm đó là ví dụ như thời đó là Bush. Bố cha đúng không ạ? Đúng rồi. Cha, rồi mới sau này qua bố con. Bố con. Mà cái thời khi mà muốn tấn công Iraq rồi nói ông Saddam Hussein thủ những vũ khí hóa học này đó, nên đó là lý do. Đó là lý do để mà đưa quân Mỹ đánh cái đó. Thì người dân Mỹ sống ở đây cũng vậy, mình chỉ nghe tin tức như vậy thôi và mình tin như vậy tại ông tổng thống nói mà. Đúng rồi. Thì thế là gửi cái quân đội Mỹ qua đó và bao nhiêu quân nhân họ đã tử trận ở bên đó. Gần đây nhất em có coi một cái clip ở trên YouTube á, cũng vậy, họ quay là một người quân nhân Mỹ nha. Họ giống như có những lời rất là nặng luôn với tổng thống, là giống như tổng thống nói láo á, và tổng thống đã push họ vào cuộc chiến đó như vậy vậy á, thì là cái gì, là bằng chứng nó không cụ thể. Đúng rồi. Lúc đó mình nghe không à, chứ mình chẳng thấy gì cả. Đúng rồi. Cho tới khi mà tinh thần người dân nước Mỹ nó cao hơn là lúc mà đoạn mà 911 á. Là lúc đó là rõ ràng ha, Mỹ bị tấn công á, là lúc đó là gần như là 100% tuyệt đối luôn á, từ trong quốc hội cho tới người dân, dân chúng ai cũng ủng hộ về chiến tranh khi đó chống lại tù khủng bố á. Và bây giờ cũng vậy, nếu như thằng Tàu, thằng Trung Quốc này mà nó có một cái evidence, có một cái bằng chứng cụ thể mà nó xâm phạm hay là nó tình báo này kia ha, đây là cái cơ hội, thành ra Mỹ nó sẽ nuôi cái cơ hội này, nuôi cái mầm mống, cái gọi là cái lỗi á, để nữa bắt lỗi mày á, là có lý do chính đáng để mà chơi mày đó. Có một cái mình cái này ý kiến riêng của Michael nhận định nha, tại vì Trung Quốc thì các bạn biết rồi, lúc nào cũng muốn nhăm nhăm cái hòn đảo Đài Loan. Đài Loan á, đứng sau lưng là Mỹ. Đúng cho rồi. Nên mình muốn thịt thằng Đài Loan đó, mình phải thử coi Mỹ nó phản ứng sao, cho nên họ làm những cái test bên bên kỹ thuật, họ làm những cái test này để coi, rồi họ từ đó họ tính tiếp nữa. Đó thì cái này là họ đi quá xa, nói chung là bên Trung Quốc họ đi quá xa, ra qua tới tận Mỹ để mình thả những cái balloon như vậy thì mình thấy là nó quá như thế nào. Nước Mỹ mà lại để cho những cái sự việc này nó xảy ra mà không có phản ứng liền, nó làm cho nước Mỹ rất là thiệt thòi. Thiệt giờ theo mình thấy có điều là anh biết là khi balloon nó bay qua những nơi mà nó đã từng bay đó nha, ở bên North Carolina là phía bên dưới là những căn cứ nó quay hết phần á. Idaho là căn cứ đó để mà bên nước ngoài mà có tấn công á, bên Idaho dọc theo không biết là Dũng có đi chưa, đi Nevada chưa, đi lên Yosemite chưa, dọc theo cái xa lộ 395 á là căn cứ quân sự của Mỹ hết, coi như là những bên mình Á Châu mà có bay những cái missile qua đây đó, ở dưới đó là ở dưới hầm đó là nguyên dọc theo cái highway 395 mình chạy xem thấy đó, defense đó, anti missile á là nằm dưới đó hết đó. Gần đây nhất là ở đây là siêu biết nè, mình đang có ly nè, mình đi ra siêu biết hôm bữa đó mình đi ngang anh em mình đi ngang á, đó là căn cứ quân sự, căn cứ của quân bị nuclear, nuclear tiếng Nam là coi như là hạt nhân hả, ok, kể cả cái những gọi là chống lại đạn đạo từ xa đó anh. Thì đúng rồi, những cái dài đó mình thấy những cái missile, nó đặt cái lên tiếng Anh là missile đó, từ xa thì xuyên lục địa đó, những cái missile bay qua Mỹ từ xuyên lục địa đó thì là có ở dưới căn cứ Seal Beach. Dạ, và ở đó có những cái là nó gọi là hàng rào chống gì đó, nó chặn lên. Đúng rồi. Lá chắn. Thì ở đây mà đi xuống Seal Beach quý vị sẽ thấy. Đó thì hai cái balloon này nó bay vô, theo mình đọc tin tức đó là của quốc phòng Mỹ đó, nó bay từ trên Canada bay ngang qua Idaho. Thì Idaho là một cái căn cứ quân sự ngay đó. Thì thừa biết rồi, các bạn biết rồi, họ có thể bắn rơi nhưng mà họ không để bắn rơi, để cho bay vô để coi họ quan sát những gì đó. Thì hiện giờ là sự kiện nó như vậy thì mình sẽ theo dõi tiếp. Một cái nữa là balloon này á, nó không có thể là quá nguy hiểm á, thành ra là cái chuyện Mỹ nó sẽ estimate được, đoán được là cái tầm nguy hiểm của cái balloon này mức độ nào, thành ra là họ phản ứng chậm nhưng mà họ theo dõi thôi, chứ còn cái chuyện đó, bắn hạ là
có thể bất kỳ lúc nào, bởi vì như nói là ông tổng thống được nhận lên báo cáo á, báo cáo đó là từ ngày 28 và sau đó là ngày đã họp, họ 21. quyết định là bắn rơi thôi, nhưng mà nó thì họ đã confirm là Bộ Quốc phòng Mỹ, họ confirm là đã biết cái hai cái balloon này không có làm nguy hiểm cho ngay lúc này, cho nên họ để cho nó bay vô. Nó chỉ là quan sát về thời tiết, mà lý do nào nó bay về đây thì mình cũng chưa biết. Mà ngộ ha. Mình thấy ví dụ trên thế giới này là nước Nga, nước Liên Xô á là nó lớn nhất ha, nhưng mà cái tham vọng họ vẫn cao. Ví dụ như điển hình là chiến tranh với Ukraine á, nó vẫn muốn lấy Ukraine à. Rồi Trung Quốc cũng vậy, giống như trong máu của nó là hồi nào bây giờ rồi. Nước nó lớn vậy ha, nhưng mà nó vẫn gọi là muốn thôn tính hay là muốn chiếm kiếm thêm là chứ, anh thấy không? Và vấn đề về Đài Loan á, Đó hoặc ngay cả cái chuyện mà lưỡi bò Việt Nam cũng vậy không? đó Thì là thì coi như Trung Quốc họ muốn quảng bá, nói chung là lấy nhiều những nhưng mà qua cái câu chuyện mới đây nhất là bên quốc phòng Mỹ đã bắn rơi cái bong bóng của Trung Quốc mà nó bay trên vùng trời ở Mỹ đó, thì mình thấy là cái gọi là không phải là còn chiến tranh lạnh nữa, mà gần như là họ đã đưa mặt ra ngoài luôn. Họ tự chủ được xưng tên luôn là ok, anh đã vi phạm cái không phận của tôi là tôi bắn hạ anh, chứ nó là chứ còn không có đưa đến tới vấn đề về ngoại giao để làm mềm này nọ các thứ. Và em thấy cái lợi trước mắt là nhìn những nước ngoài Trung Quốc. Và một cái nữa là theo anh đó, tại sao mà bây giờ Mỹ có vẻ là cứng rắn hơn với Trung Quốc? Theo em thì nhìn nè, anh thấy nha, hồi trước kia đó mỗi nước luôn mình lệ thuộc thằng Tàu quá trời nhiều đi, mà gần đây quý vị biết không, nhà Dũng là chúng order mấy đồ về trời mất hình Việt Nam, không ngờ là mình mua trên Amazon á, trong nhà hai cái chuyện mà gọi là đồ cũng bự Đồ bự trong nhà đó đồ nha, gỗ luôn không? đồ 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 trong nhà đó, cho nên mở thùng ra mất hình Việt Nam nữa. Wow, cái này là cũng cũng mừng mừng cho, tại nào giờ thực ra em order giờ đồ về đa phần mất hình China không anh? Đúng rồi, đồ nói chung là đồ ở trong IKEA đó, nếu anh mua bàn ghế tủ này kia bên IKEA hoặc là bên Walmart đồ Target luôn, Make in Vietnam. Cái là Bây thậm giờ chí cái hồi gì nãy cũng nói Việt anh là Nam. cái giường 2 tầng mình mua cách đây cũng mấy năm á thì là cũng Make in Vietnam. Cái thì mình thấy nè, ok, như vậy là có thể có một cái bước chuyển khác, nghĩa là không còn lệ thuộc ở thằng Tàu nhiều nữa. Đúng rồi. Mà không phải là Việt Nam không đâu, mà mấy nước giống như của Campuchia cũng vậy nữa. Ví dụ mấy cái áo mình mặc nè là cũng mất in Campuchia, nó có luôn á Đúng nha. rồi, đúng rồi. Nói chung là Nó phổ biến các hơn nước ở Đông Nam chứ. Á Chứ đó, đúng rồi, chứ không nhất thiết là bên Trung Quốc chứ nữa. hồi trước kia là mình cứ qua đây mở ra cái vô tiệm Mỹ mà mua đồ toàn là Trung Quốc không à. Mới Đó. mới 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 wow, gì lạ vậy ta. Thì bây giờ thì cái điều đó nó đã thay đổi, và có thể vì cái chỗ mà không còn gọi là lệ thuộc thằng Tàu này quá nhiều nữa, thằng Trung Quốc này quá nhiều nữa, thành ra là cái chính sách của Mỹ họ cũng thay đổi. Mà nếu vậy thì người Á Châu mình, đặc biệt là người Việt Nam mình sẽ hưởng hưởng lợi nhiều á. Em thấy là công ty Mỹ đầu tiên hồi đó là Apple, cái thời mà Covid á, đầu tiên là Apple nó dời những cái chỗ mà sản xuất á từ Trung Quốc mà đi qua Việt Nam, rồi sau này nữa thì bao nhiêu là thứ nữa. Thì sofa là nghe tới đó cũng vui là người dân hưởng lợi trước, Đúng rồi, nó chứ thay qua cũng mình làm giàu cho thằng Tàu không mà, nào giờ đó quá đó, trời. cái đó là cái mình cảm thấy nó là một cái điểm son cho các nước xung quanh ha. Chứ còn mà bây giờ dân Mỹ ở đây họ thấy Make in China họ cũng mệt mỏi lắm rồi, nói chung là cái chất lượng không có, các bạn biết không đó, cho nên họ tiền nào của nấy, họ hiểu được cái chữ đó rồi, mình nói tiếng Việt là các bạn hiểu rồi đó, cho nên họ sẵn sàng trả thêm tiền với lại cái sản phẩm cái chất lượng cao hơn. Mà cái điều Dũng rất là ngạc nhiên là khi gần đây nhất anh mua đồ ở trên Amazon, khi nó ship về á, mở ra trong các đồ mua ở nhà này á, là có hai cái thùng mở ra là mất in Việt Nam, lạ vô cùng. Tại vì nó là những cái loại ví dụ gỗ á, mình đâu có nghĩ là gỗ mà sản xuất từ Việt Nam. Tại vì những cái tủ, những cái bàn, cái đó 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 Nó mình thấy đồ là nó phải là một cái tiêu chuẩn anh, đúng rồi, nó cũng tỉ mỉ này nọ các thứ. đúng Mà bây rồi. giờ thì là như vậy, mà mình nghĩ là em là một trong những khách hàng thôi ha, mình nghĩ cả thế giới này thì bao sẽ giải quyết biết bao nhiêu công việc ở Việt Nam. Mà nói là ý nói là khi khi mà thằng Tàu mà nó bị hạn chế bớt cái vấn đề về
thương mại quá đó, thì Ừ. những cái nước khác có cơ hội sẽ tiến lên. Dạ vâng, thì đó là vài thông tin trước khi mà anh em chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị những thông tin tiếp theo về VinFast, cập nhật quý vị những cái gì đang xảy ra, tại vì anh em chúng tôi đang sống ở Mỹ đó, thành ra là mình phải nói cái chuyện mà liên quan tới Mỹ trước, vấn đề rất là sôi nổi trong mấy ngày qua, và cũng cảm thấy rất là vui là cái balloon bong bóng nó bị bắn hạ rồi, là vui rồi. Ừ, Tại vì rồi. nếu mà tưởng tượng mà nó không bắn hạ quê đó hả, trời ơi Mỹ dễ quá vậy. Ừ, À, đó mà thì mình cái sẽ theo dõi coi, dạ hẹn các bạn tuần sau coi những cái cập à nhật tiếp về cái những sự việc sau khi balloon nó bị bắn hạ. à Đó, được bắn hạ. anh bắt cầu như thế này nè, sẵn đây cái em nói luôn là có thể là từ chương trình này trở đi đó, thì hàng tuần em mình sẽ cũng nói về vấn đề về xe cộ, xe xe điện, nhưng mà đồng thời mình có thể tản mạn một chút xíu với những cái thông tin cập nhật Cuộc từ sống địa Mỹ, cuộc sống phương, Mỹ địa đúng phương, đúng rồi, rồi, mình nói hoặc là ở chung là Mỹ. những cái gì mà nó liên quan với các bạn ở xa mà muốn theo dõi thì tụi này sẽ chia sẻ thêm những cái thông tin đó, ngoài những cái sáng tạo và những cái sản phẩm từ Việt Nam và những cái gì nó liên 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 kết với lại cuộc sống Mỹ ở điểm Việt ở California và nước Mỹ nói riêng nói chung. À, dạ vâng, kính thưa quý vị, trở lại về vấn đề những cái xe VinFast, đặc biệt là trong cái giai đoạn này mà chương trình trước Tiến Dũng và anh Michael cũng đã thưa quý vị là bản thông cáo báo chí của hãng xe VinFast thì họ nói rằng cái đợt xe mà sẽ giao cho khách hàng đầu tiên của họ thì cái thời gian họ dời lại, tại họ tính trước kia đó như thế này là họ tính là cuối năm 2022 tháng 12 là họ sẽ giao khách hàng những chiếc xe đầu tiên á. Tuy nhiên thì mới vừa rồi cái bản thông cáo báo chí mới nhất á, là dời vào cuối tháng 2, cuối tháng 2. Trên Reuters thì cũng thấy là họ ghi là ở giữa tháng 2, tuy nhiên thì các bản thông cáo báo chí cũng nhận là ở cuối tháng 2 thì cũng gần gần vậy thôi. Nói chung là cũng gần tới rồi, bây giờ là bữa nay năm tay anh Đầu ha, tháng năm 2 tay tháng rồi, 2 rồi. đó. Thì cũng gọi là cũng rất là chờ đợi những thông tin tiếp theo. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì trước khi anh Michael tới đây, anh Michael nói Dũng là không những cái xe VinFast gọi là bị ông Tesla có chương trình giảm giá đặc biệt trên toàn cầu á, và bên VinFast họ có những phản ứng là họ đã giảm giá, và những cái hãng xe khác cũng vậy luôn, cũng bị ảnh hưởng theo, dĩ nhiên rồi, trong cái cuộc gọi là cạnh tranh về thương mại mà. Đó là cái hãng xe Toyota anh Toyota và Lexus là một hay là một cùng một hãng nha. ha. Lexus với lại Toyota là cùng một hãng, là họ xe điện của họ họ cũng bị ảnh hưởng, có ảnh hưởng rất là nhiều. Tại vì sau cái giờ một cái bài báo nói về xe Tesla giờ giờ giá rẻ hơn là xe xe điện xe xe Toyota Lexus của Mỹ mà full điện. Đó, như mình đọc cái nãy mình gửi anh đó là Lexus của Mỹ thì hiện giờ là cũng chiếc mà full điện đó, AX450 á, nó chạy full điện đó, thì bây giờ là cũng khoảng chừng 62.000 là bắt đầu, 62.000 đó, mình cộng này kia thêm nữa ra chắc cũng gần 70, mà trong khi đó Tesla Model Y bây giờ nó thụt xuống còn khoảng chừng Bốn 45 mấy 45.000 Model Y các bạn đó, thì mà còn lời thêm được 7.500 tiền tiền thuế tax nữa, credit nữa. tax credit nữa, có nghĩa là sang năm bạn có mua năm nay thì sang năm bạn khai thuế Claim được, claim được bảy ngàn rưỡi thêm nữa, trừ 7.000 mấy là thôi. lý do là từ xe Tesla họ làm ở Mỹ đó, cho nên anh nó bị cái giá nó làm cho những công ty mà nhập xe vào như là xe Toyota hoặc là xe ngay VinFast nó có bị cái giá nó bị hơi chênh lệch một chút. Như vậy nữa anh, khi mà em vô coi detail của cái xe Lexus A2 đời 2023 mà nãy anh đưa đó, LX L2 thì là cái giá của nó là 59.650, nhưng mà cái phần khả năng chạy một lần full chạy của nó anh thì cũng đâu phải là quá nhiều đâu, đúng không, mà nó cũng 200 mấy. đúng khoảng chừng 280-300 mà. Đó full charge. Nó chưa tới 300, theo như em đọc đó, là nó chưa Đó. tới 300 mai thưa quý vị. Thành ra là cái chuyện hồi trước kia VinFast đưa ra các con số mà xe VinFast có thể chạy được là 276 mai đó thì cũng gọi là bình thường ở Nó trong cái thị trường là này. đúng rồi, là tương tất cả những xe Hyundai Kia Michael đọc đó sẽ chạy khoảng chừng 250 mile, Đó thấy 200 không? chống full charge một lần charge. Mới bắt đầu thực ra giờ nói nha, ví dụ như khi mà mình đưa lên cái ta nói làm gì chạy có 100 mấy 200 mấy là rất là bình thường, Tesla kìa, mà thiệt chỉ có Tesla mới được là hơn 300 mai thôi, chứ còn những hãng xe khác
ngoài một cái hiệu mà đắt tiền lắm luôn, chúng bên cái tên đó rồi, thì đại thể là nó chạy dài hơn của Tesla luôn, nhưng mà giá tiền nó trên 100 ngàn. Chiếc Lucid hả? Lucid hả? Chạy, cái đó chạy dữ lắm. Nhưng mà cái nó đó chạy trên 100 ngàn đô la. Cái xe đó mà cậu vô showroom có làm một cái clip đó, giờ là cái giá nó khoảng chừng 150 ngàn đô la. Bắt đầu 150 ngàn đô la, nó không, nó reasonable, người ta không ai mua xe 150 ngàn các bạn ơi. Có mấy người có khả năng mua xe 150 ngàn đô la, ngay cả hiện tại bây giờ nè, thành ra thấy là như vậy, nhưng mà nó không có gọi là reasonable, nó không phải là cái giá để mà cho tương đối chúng, không có giá tương đối cho những người dùng hàng ngày, giống như những người middle class American họ dùng đó, đi làm này kia đó đó, cho nên cái xe Lucid là coi như là không có, nó không có nằm ở trong cái cái list của những người họ tìm. Thành ra là khi mà em mới được biết cái mẫu xe mà Lexus AZ, nó mắc như vậy, nghĩa là gần 60 ngàn đô la rồi, nhưng mà nó cũng để chạy được có 200 mấy, gần 300 mai mà thôi. Thì mình mới thấy hồi đó là lý do tại sao mà khi VinFast VF8 lúc trước mà qua giới thiệu bên thị trường Mỹ đó, thì trong thế giới lúc đó là cả gần 60 ngàn cái đơn đặt hàng đó. Tại vì người ta thấy cái số đó là số chấp nhận được, và cái khả năng nói vậy là bình thường. Tại vì anh biết không, em thì thực ra mà nói, khi em để ý tới xe điện á, là bắt đầu khi mình có cái quay những lần xe VinFast rồi mới để ý tới xe điện đó, chứ hồi trước kia thì xe điện bên Mỹ có lâu rồi nhưng mà cũng không có để ý nhiều. Thì mình mới thấy là sự khác nhau nó như vậy. Rồi cũng vậy thì nhiều người nói quá đi, cái rồi nói là nói tiêu cực á, cái mình thấy ô như vậy thì VinFast cái bình sao mà chế sao mà dở vậy ta, chạy thấp quá vậy, nó không phải là cao hơn hoặc là nó bằng với Tesla này kia. Cuối cùng kể cả ông Lexus là top của Toyota, mà không cũng chạy cũng cỡ đó, là cái bình, vấn đề là cái bình, cái công nghệ, cái công nghệ đó họ không bắt được với cái công nghệ của Mỹ. Đúng rồi, tại vì tất cả những hãng xe họ họ chuyển từ xe xăng mà qua xe điện, nó là tốn kém rất nhiều thời gian để là làm, để chuyển đổi, và thậm chí là cái nhà máy nhiều lúc phải cũng chuyển đổi luôn, hoặc là làm một cái nhà máy mới. Tại xe điện nó không có giống gì như xe xăng đó, theo nhà máy còn được biết đó là nó tốn rất nhiều thời gian. Thì các bạn biết rồi, Lexus với lại Toyota là có mặt ở trên nước Mỹ là trên 50 năm nay rồi. Từ năm 1970 là có xe Toyota Corolla rồi. Đó, Corona, Corolla có hết. Đó, cho nên bây giờ là họ đã cũng chuyển qua xe điện, full điện đó. Cho nên họ cũng phải gặp những cái khó khăn lúc đầu. Rồi, khi anh nói tới đó mới nhớ cái VinFast cũng vậy. Cũng chuyển từ cái vấn đề về xe xăng mà qua xe điện. Mà trong khi cái bề dày chưa có bao nhiêu hết trơn, nghĩa là khi mà làm xe xăng đó họ làm được rồi, kể như tính ra là 4-5 năm chứ gì hả? Đó đó, đúng rồi, khoảng đó thôi. Rồi họ phải stop, họ phải ngừng. Anh nghe nói là bên Việt Nam họ ngừng hoàn toàn cái vấn đề họ chuyển qua xe điện nha, chuyển qua điện hết luôn rồi đó. Đúng rồi, mà VinFast coi như là cái xe VF 8 thành hình trong vòng 4 năm, dưới 5 năm mà thành hình mà chạy trên như vậy rồi, thì theo mình nghĩ là có những cái lặt vặt, những cái defect hoặc là những cái gì mà thì từ từ thời gian sẽ sửa đổi thôi. Chứ còn mà không có phải là quá, coi như là thời mà 2 năm vừa rồi đã bị dính cái COVID nữa, thì các bạn biết rồi, rất nhiều xe họ không có ra bán được tại vì không có cái chip điện tử, họ thiếu này thiếu kia, cho nên cái nhu cầu rất là cần thiết. Với cái khi nói về VinFast mà họ dám chuyển đổi từ vấn đề về từ xe xăng qua xe điện đó anh, là họ chấp nhận cái sự mất mát rất là nhiều luôn. Tại khi mà đầu tư trong thời gian ngắn vậy mà bán với lượng xe ít như vậy đó, thì chưa kịp lấy vốn gì trơn, chưa kịp gì hết, đang làm lỗ á, mà cuối cùng mà họ phải đầu tư tiếp theo là vấn đề về xe điện á. Đó, thì nhất là cái thị trường Mỹ, là thị trường Bắc Mỹ là mới, Canada, Mỹ đó, cho nên mà vào thị trường, muốn quen thuộc thị trường cũng phải có thời gian, đúng không? Đó, thì mình thấy là... Ô, một cái điển hình đó là như nói VinFast VF8 á, trước kia theo cái bản báo cáo là chạy được có 176 mai thôi, thì mới đây nhất thì họ đã cập nhật được nâng cấp lên phần mềm, đúng rồi, thế là chạy được tới 207 mai EPA đó, là cũng được thêm mấy chục mai nữa rồi đó, đúng rồi. Thì Michael có liên lạc với một hai người làm về kỹ thuật trong cái lĩnh vực xe VinFast, tại bên trên cái mạng xã hội mình nói chuyện á, thì mình nói chuyện với mấy người ở bên Việt Nam, mấy anh bên Việt Nam rất là dễ thương, họ cũng chia sẻ, tại vì cái công việc mình hỏi bằng tiếng Anh, anh chàng cũng trả lời bằng tiếng Anh luôn, qua những công đoạn mà nâng cấp
cái EPA, nâng cấp cái mai lên đó thì phải quả trải qua như thế nào, anh chàng cũng breakdown nó từng công đoạn một và những cái test nó, cho nên nó cũng phải có những cái thời gian mà họ làm, và coi như là tiêu chuẩn của NHSA của Mỹ. Nó rất là hay, rất là tuyệt vời. Thì cũng rất là hy vọng, cũng gần tới rồi. Bữa nay là như nói là ngày 5 tháng 2 rồi, thì còn trong vòng khoảng không đầy 1 tháng nữa là mình sẽ chứng kiến. Em nghĩ là họ phải làm thôi, tại vì không thể nào mà hẹn hoài được đâu. Thí dụ như hồi trước kia đó, cái họ qua Mỹ là tháng 12 là xe tới Mỹ đó. Ai cũng trông ngóng, ô 999 chiếc xe đó tới đâu rồi. Thậm chí bây giờ cái clip anh em mình nói chuyện đó, người ta cũng hỏi, nhắn vô hỏi có biết thông tin gì đó không, mà thiệt không biết luôn. Tại vì như nói là cái phần mềm thì bên công ty họ điều hành cái đó mà, và họ làm gì thì tụi này cũng không biết đâu. Chỉ chờ ok, chừng nào có tin tức mới thì Tiến Dũng mới gửi được quý vị thôi, chứ còn Tiến Dũng không có làm cho VinFast, cũng như anh Marco cũng không phải là người làm cho VinFast, ra là những cái bên trong mình không biết. Mình chia sẻ những cái thông tin cập nhật để mình biết, nắm được trong tay mình mới chia sẻ với các bạn ha. Với lại mình hiểu được cái công đoạn và những cái mình có thể là mình nhìn thấy cái công ty VinFast họ đi cái đường hướng như thế nào đó, mình có thể mình tin nói thêm, nói để không phải nói thêm mà nói trên cái phương diện một cái tập đoàn, một cái công ty xe điện họ đi về hướng nào. Có điều là biết rõ là VinFast họ đã giảm giá so với giá trước kia mà họ đưa ra, như nói là chiếc xe VF8 model City Edition hoặc là Eco hoặc là Love Plus là đều giảm 3.000 đô cho mỗi chiếc nữa. Bây giờ thì tương đương với 46.000 và 53.000 cho mỗi chiếc mà thôi. Là sau cái giá này thì bớt thêm 3.000, lúc mà mua là bớt thêm 3.000 nữa. Thì theo như thông báo giá mà giống như window price của nó đó, manufacturer là 49 và 56 theo mẫu là City Edition Eco và Plus á, Plus nó mắc hơn. Đúng rồi, Plus mắc hơn. 56.000 đó. Nhưng mà người ta có nói là giảm giá thêm 3.000 đô nữa khi mà mua. Đúng rồi, giảm giá thêm 3.000 đô. Tất cả là xe kèm theo bình điện đi chung hết complete đó. Thì dĩ nhiên trừ, nếu mà lấy 49 mà mình trừ ra 3.000 là còn 46, và chiếc Plus thì 56 trừ ra 3.000 còn 53, nó vẫn còn cao hơn với hàng Tesla Model Y. Nhưng mà quý vị nhớ rằng Tesla Model Y là một, hiện tại là đang trong một chương trình giảm giá đặc biệt trên toàn cầu, mà nó giảm tới 20% cái giá trị của nó trước kia mà. Và cũng vậy, cũng được biết là nó kết thúc vào tháng 3, thành ra chưa hẳn cái đường dài mới là biết như thế nào nha. Chứ còn hiện tại là ai mua trong thời gian này, trong đoạn này thì có lợi nhiều thôi, chứ còn chưa biết là sau cái tháng 3 đó rồi giá nó lên, nó thay đổi làm sao sao, rồi khi đó khi nó lên nó cần, dĩ nhiên nó phải cao hơn với hàng khác nữa rồi, chứ đâu phải là hiện tại bây giờ cái giá nó sẽ trở lại không? Đúng rồi, tại vì lý do hôm bữa mình có nói touch base một chút là cái lý do mà xe Tesla họ giảm giá, thì anh em mình cũng có nói sơ đó là Tesla năm 2022 họ thua lỗ rất nhiều, stock họ rớt. Cho nên họ giảm giá để mà họ lấy cái sale vào rồi mới nâng cái stock lên, theo như Michael thấy đó. Thì năm vừa rồi hình như là mình có chia sẻ là xe Tesla họ mất cũng gần 700 tỷ. 700 tỷ. 700 tỷ không, hồi nãy mình có chia sẻ với anh đó. 700 tỷ. Đó thì 700 tỷ. Wow. Cho nên cái đó bán là xe bán không kịp nhưng mà lỗ dễ sợ chứ. Cái đó là cách làm ăn ở Mỹ nó như vậy đó các bạn. Thì Michael sẽ lấy cái chút nữa anh nói tiếp để Michael lấy cái đó. Có một điều nữa là khi nói về Tesla và VinFast đó, thì mọi người thấy rồi, nó hơi khập khiễng, bởi vì một Tesla thì với kinh nghiệm 10 năm và với VinFast thì mới đây thôi. Nhưng mà với những thì như thế này, giá cả nó định ở trên giá trị của mỗi xe. Thí dụ như bây giờ mình nói xe VinFast VF8 và Tesla Model Y á, nếu mà so sánh hai này cũng thấy so sánh không có được. Thì cái thằng Tesla nha, Model Y á, anh thấy nó lỡ cỡ giữa chiếc xe sedan và
xe 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 SUV SUV phải không? Lỡ cỡ thí dụ như mình nói hai mẫu á, mình không phải là mình bên cho VinFast, là bản thân em nha, em vẫn thích mẫu VinFast hơn. Là cái mẫu SUV nó thẳng luôn, là cái mẫu của xe sport, xe thể thao. Còn kia giống như nó trộn hai thằng lại, nhìn nó ngộ ngộ mà sao. Thành ra Đúng rồi, khi cái mà nói tới đó, cái em nói ồ, mình thấy cái bậc này và cái bậc kia, nhưng mà tôi thích cái bậc kia hơn. Có thể một cái lý do gì khác chứ không phải ồ đưa ra hàng tôi thích gì nó hàng này nó chạy bằng nhau, chưa hẳn. Tại vì giống như giờ trong mắt em thấy VinFast VF8 đẹp, em chọn VF8. Còn chứ không phải là ồ vì mày chạy phải là 300 mai tao mới chọn mày, chưa hẳn, đúng đúng không? rồi, thì là mỗi người mỗi ý đúng không? Cho nên là tuy là hai cái giá nó bằng nhau hoặc nó chênh lệch cái cao cái thấp đi, không bất cứ xe nào cũng vậy đi, thì nhưng mà đó thì mỗi người mình nhìn vô mình thích cái chất lượng của xe, hay mình Bên care ngoài nữa about cái nha. bề ngoài, cái chất lượng của xe, bề ngoài của xe, hoặc là cái mẫu mã của xe, hoặc là cái giá tiền của xe, cái là một, cho nên mình nhìn vô những cái khía cạnh đó đó. Thì Tesla có nhiều người họ nói là xấu, thì mình nhìn lại thấy cũng xấu, tại vì nó có nó, cái màn hình ở trong nó chỉ có một cái màn hình 16. Lúc trước mình cũng thích Model Y lắm, nhưng mà sau này ra nhiều mẫu xe khác nhau, mình thấy có nhiều mẫu xe rất là đẹp, nó làm ở trong rất là đẹp, cho nên mình nói đây là nói phải nói lại nó là mình cũng thích Tesla hồi xưa. Trước khi mà VinFast qua đây mình cũng thích Tesla, mình so sánh đó, thì mình không có nhiều Tại lúc đó xe, không có xe, không có nhiều không có xe để nhiều mà so hiệu để sánh. Năm vừa rồi 2022 xe điện ồ ạt qua Mỹ, mình có dịp mình đi hai ba cái car show, mình thấy, cho nên Nhưng mình mà thấy được thậm chí Hyundai đó anh, bây giờ những mẫu xe cũng đẹp ghê luôn á nha. mấy chiếc Kia Kia mà EV6 cũng đẹp. Bên trong màn hình nó vậy nè các bạn, hai cái màn hình đây, một cái màn hình trong đây nữa, Kia cũng đẹp. Nói chung là không nhất thiết là Tesla đó, cho nên cũng cái số tiền đó họ có thể nhiều sự chọn lựa hơn, Thành ra là người tiêu dùng khi nhắc tới cạnh đây tranh. mình mới thấy là cái gì, đầu của tàu á, Trung Quốc á, dĩ nhiên so với đầu Mỹ hay là so với những nước tiên tiến khác á, thì nó không có bằng, nhưng mà nó cạnh tranh được là gì, mẫu mã nó phong phú ghê luôn á, Đúng nó rồi. làm sắc sảo ghê luôn, mà chắc chất lượng thì coi chừng nha. Đúng rồi. Thì dĩ nhiên túi tiền, dựa trên túi tiền và sở thích Anh nữa. Dũng, anh Dũng mời đi cặp xe Trung Quốc, xe nâng cấp, họ có theo mình biết là có 7 dòng xe khác nhau, mà mỗi dòng xe nó có khoảng chừng 3 kiểu khác nhau, ba bốn kiểu Chứ khác nó phong nhau. phú vậy Thì à. một cái loại xe mà Xpeng là Michael theo dõi đó, thì Trung Quốc năm vừa rồi không có vào Mỹ nhiều, nói chung là họ vào dè dè bên New York Auto Show không biết có hay không, nhưng mà bên bên miền Tây này không có rồi đó đó. Thì trong tương lai mình sẽ nói ít về cái xe Trung Quốc, Michael đang review và thu thập những cái bằng bằng À, như chứng. thế này anh, hồi năm trước nữa là khi em lên ở trên LA Convention 21 Center, không? cái Auto Đúng rồi. Show, năm 21 á, xe Trung Quốc nhiều lắm luôn á, Xe năm giúp nay nhiều, nhưng mà năm nhiều vừa rồi là quá. không có. Năm rồi nó không có, thì Đó, cái vấn đề là sao ta, em đoán thôi nha, tại mình không có nghiên cứu giống như anh sâu, thì có thể là về cái chất lượng nó chưa được chính phủ Mỹ nó qualify như thế nào đó. hoặc là cái thuế Mỹ, thuế nó, tại vì các bạn biết rồi, theo mình biết đó, là chính phủ Mỹ họ đánh thuế tax, mà tax của ông Trump giờ này cũng còn, mà cho nhiều cái nó, cho nên những thuế đánh ở nước Trung Quốc rất là cao, cho nên nhập xe vào đây cái giá thành nó rất là cao, nó so sánh với những nước khác. Mà trong khi đó nước Việt Nam mình là được cái discount, cái giảm, những cái giảm giá mà chính phủ Mỹ đưa cho những cái sản phẩm xe hàng Việt đó, cho nên mình thấy bây giờ hàng Việt bên Mỹ nhiều lắm. Trước khi quên nha anh Dũng, 700 tỷ nè, 700 tỷ loss nè, hôm nay mình nói billion đây, mình đưa Cho chia sẻ cho các bạn quý coi vị đó, này là lấy từ thông đâu tin. 700 tỷ, 700 billion. Ok các bạn ha. Là của Tesla lỗ á. Tesla lỗ, cái này là Michael in hôm mới đây thôi, hôm mùng mùng 2 nè, mùng 2 của Tesla luôn. Các bạn đọc ở trên của Tesla. Đó thì mình nói cho các bạn thấy 700 tỷ nha. Họ lỗ 700 tỷ nhưng mà họ 700 dám tỷ mà 2022. xe với xe tới 20%. Ông này là ông Elon Musk, ông Twitter, mình cũng follow, mình theo ông, mình follow ông ở trên Twitter luôn, cho nên mình phải cập nhật Ông hết. mua lại cái Twitter đó mà. Đúng rồi, từ hồi ông ủng hộ mình gọi là ông Trump á. đó đó thì cái này mình cập nhật, mình in ra, mình mới nói mình chia sẻ với các bạn là có mà những cái suy nghĩ tụi này là những cái tụi này nghĩ tới nó là như vậy, chứ còn không phải là giảm giá là phải có lý do, đúng không? Dạ vâng. Cảm ơn Michael. Và vâng, kính thưa quý vị, một điều nữa mà trước khi anh em chúng tôi kết thúc á, muốn nói về
ở bên tiểu bang Cali này, họ đã có một cái kế hoạch, họ đầu tư về những cái trạm sạc điện đối với sạc điện cho xe đó. Thành ra là ở tiểu bang Cali này vào những năm tới là rất là nhiều gọi là trạm sạc điện, ai chạy xe điện là sướng lắm luôn đó nha, sẽ ưu tiên hơn những tiểu bang khác á. Đúng rồi. Rồi bây giờ thì anh Michael sẽ cập nhật cái tin này đi ha. Rồi. Trước khi Michael chia sẻ các bạn cái tin này, nhờ các bạn bấm like, share và subscribe, chia sẻ rộng rãi cho các bạn. Nếu các bạn thích hai tụi này nói chuyện TD Media với lại Phố Việt Nam California, tụi này sẽ làm những cái chia sẻ phong phú hơn và cập nhật rõ ràng hơn. Dự kiến là nay chúng tôi sẽ gặp nhau mỗi tuần quý vị. Mình cũng không có nói thêm, mình nói trên sách vở, mình nói trên những tin tức trung thực chứ không phải nói những báo lá cải mình dịch ra tiếng Việt đâu, mình nói từ nguồn gốc báo Mỹ. Yeah. No fake news. Yeah. Ok. Yeah. Rồi, ok, cái mình còn chia sẻ đây là từ một cái công ty California Invest 2.6 billion yeah. cho 90.000 EV charger. Ok. Wow. 2.6 tỷ nha các bạn. 2.6 tỷ đô la. Cho 90.000 cái trạm sạc điện. Ok. Toàn tiểu bang Cali. 90.000. Yeah. Đây chỉ là cái chương trình kế hoạch của cho 90.000 cái EV charger tiểu bang California thôi, bắt đầu 2025 là bắt đầu nè. Yeah. Ok. Thì cái này đã được California những cái cơ quan chức năng họ đã approve rồi, cho nên chương trình nó sẽ xây. Yeah. Thì Michael có chia sẻ là những cái tiểu bang nào. Trước đây Michael có làm một cái clip ngắn nói về những cái tiểu bang nào, những không phải tiểu bang, những cái county nào, quận nào, anh thấy không? Nam Cali á. Rồi anh có thể list ra trong đây anh, bên Nam Cali là gồm có Nam Cali à? Có những quận giống như Los Angeles, yeah. Orange, quận Orange County nè. Ở đây mình có luôn. San Diego, San Bernardino, đó Riverside. Gần đây không à? Đó thì đa số trên liệt kê đây. Đó thì các bạn thấy nó có những cái tiểu bang, những cái county, county, những yeah. county, những quận các bạn ha, quận. Nó yeah. những quận Bắc Cali có như ba quận chánh là Santa Clara thì nằm trong đó có San Jose khu Việt Nam luôn. Vâng. Thì cái này là cái chương trình của cái trạm sạc điện đó, đa số là Nam Cali nhiều. Thì nó chia ra làm hai group, hai group đó là yeah. một group đó nó thuộc về public là của công cộng, một group là của share private theo mày còn dịch nghĩ đó là những cái công ty họ cũng cần có trạm trạm điện giống để như cho giờ, đó là nó có cái cho những cái hãng xe khác có thể trả các anh. Đúng rồi. Đó các bạn thấy không, public là công cộng, còn private public là công cộng, còn private là của những hãng xưởng họ. Yeah. Nếu mà nhân viên mua xe thì được ưu đãi sạc điện, có nhiều hãng. Bây giờ hình như bạn mình có làm ở dưới công ty dưới Irvine, Edward Life Science, đi xe điện tới sạc free trong giờ làm việc 8 tiếng. Đó, hãng trước tiên là hãng Edward Life Science và nhiều hãng khác nữa Michael biết, nhưng mà bạn mình làm đó mình biết chạy xe điện. Cho nên tới là chỉ cắm điện vô sạc thôi. Đó, cái đây là 2.6 tỷ, bắt đầu là 2025, bắt đầu họ làm, họ xây. Đó, thì cái này là cái tin tức mà Michael cập nhật được. Dạ. Đó cũng là một lý do mà tại sao nhiều cái hãng xe điện ở trên thế giới này họ kéo về tiểu bang Cali, bởi vì tiểu bang Cali là một trong những tiểu bang để ý cái chương trình gọi là môi trường xanh đó, nó đầu tiên ở Mỹ. Đúng rồi, California, tiểu bang California là tiểu bang đầu tiên tiên phong đi xe điện. Sau đó cũng có khoảng chừng 12 tiểu bang theo sau. Trong đó có Texas và Florida. Yeah. Đó thì Michael thấy là mấy tiểu bang kia cũng có, cho nên những cái dự án, những cái phương hướng của California đi đó là cái mô hình của những tiểu bang kia. Vâng. Xe điện bắt đầu là các bạn biết rồi, là bắt đầu là 2035 thì California không bán được xe điện nữa, không bán được xe xăng nữa, chỉ có xe điện thôi. Đó, 2035 đó. Trừ khi mình có xe xăng thì mình chạy tiếp thôi, chứ còn mà muốn mua xe xăng thì phải qua tiểu bang khác mua. Cảm ơn một lần nữa, cảm ơn anh Michael đã chia sẻ nhiều thông tin ngày hôm nay, và đặc biệt là Tiến Dũng cảm ơn lần nữa đối với khán giả của channel TD Media cũng như là channel Phố Việt Nam Cali. Quý vị nhớ nha, nếu như quý vị cảm tình với anh em chúng tôi, xin ủng hộ bằng cách nhấn like và có thể share cả hai kênh TD Media và kênh Phố Việt Nam Cali để ủng hộ anh Michael. Và bây giờ thì anh em chúng tôi sẽ tạm dừng chương trình nơi đây. Bây giờ anh Michael sẽ có vài lời cuối với khán giả trước khi mình chia tay nè.
Dạ, cảm ơn các bạn hai từ hai con channel TD Media và bên Phố Việt Nam Cali nha. Michael với anh Tiến Dũng sẽ như đã chia sẻ với các bạn sẽ gặp nhau để mà nói những cái đề tài mà các bạn có thể hiểu được cái like, cái đời sống ở Nam Cali và những cái gì nó dính về cuộc sống ở Mỹ. Đó, và những cái sản phẩm Việt đưa qua Mỹ thì Michael sẽ cảm ơn các bạn. Cảm ơn thanks again được chia sẻ và bấm like, share và subscribe. Rồi chúc các bạn một đầu tuần vui vẻ và nhiều thành công ha. Vâng, cảm ơn lần nữa anh Michael và cảm ơn quý vị. Chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau. Bye bye. Bye bye các bạn.